đun nóng 11,8 g hỗn hợp ethyl acetate. Acetate là CH3 COO ethyl C2H5. Phenin acrylate An là 3C1 đôi, có dạng là C2 nối đôi CH COO. Phenin C6H5. Ở đây tác dụng với NaOH. Chúng ta lưu ý là ở đây lượng nào hóa chúng ta sẽ tác dụng là hết vì lý do là nếu nó không hết thì chúng ta sẽ không xử lý được bài toán này. Được chưa? Như vậy đây nó sẽ tác dụng tấu tối đa em ơi. Đây chất đầu tiên này. À, bản chất đây là cái phần CH3CO này kết hợp với ONA. Để tạo thành CH3 COONA. Phần còn lại là C2H5OH. Tiếp tục. À, CH3 CH CO CH2 nối đôi CH CO O cộng cho C6H5OH nhưng chúng ta lưu ý với thầy là C6H5OH có thể tác dụng C6H5OH có thể tác dụng được với NaOH để tạo thành C6H5 O na cộng cho H2O đó các bạn đây là hai chúng ta đặt số mol ít mon Số mol NaOH ở đây sẽ là x, đây là 2y. Mình có tổng khối lượng của hai thằng này, thế đề cho là bằng 11,8 g. Và tổng số mol của NaOH thế đề bài cho lấy 0,15 nhân cho 1 là 0,15 mol. Bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính để tìm x tìm y. Chúng ta bấm máy tính tìm mới đây thôi. Đầu tiên là khối lượng mol của CH3COC2H5. CH3 là 15. CO là 44. Cái là 29. C2H3 là 27. CO là 44. C6H5. Tiếp theo ở đây là tổng khối lượng là 11,8. Tiếp tục, mol nào H AH là 1. 2 0,15 0,05 và 0,05. Như vậy x bằng 0,05. y bằng 0,05. Rồi. Như vậy ở đây điều cầu chúng ta là tính khối lượng rắn. Để tính khối lượng rắn thì khá là đơn giản. Khối lượng rắn là đây. Gồm có 3 mũi này. Số mol của rượu ở đây là 0,05. M nước đây là 0,05. Đây là m gam rắn. Như vậy chúng ta đi bảo toàn khối lượng thôi. Em lấy 11,8 này. Em cộng cho 40 nhân cho 0,15 bằng m. Cộng cho c 2 h 5 là khối lượng mol là 46 nhân mol 0,05. Nước chúng ta là 18 nhân cho 0,05. Từ đây mình sẽ tính cho thực cho thầy m rắn bằng bao nhiêu. Ở đây thì tính được là bằng 14,6 gram Như vậy cô đúng ở đây mình chọn là câu D Câu này tục câu hỏi dễ giờ, Muốn hiểu được bài toán này thì chúng ta hiểu triết lý Chắc nào tạo hai muối và chắc nào tạo một muối Đây Nhớ thầy dạng OC6 này tạo hai muối này giờ, muối đầu tiên là muối của acid carboxylic Còn muối thứ hai là muối phenolat Thế thôi